Sau Sơn Hà Lệnh thì bộ phim Đa Mỹ do Đài Loan sản xuất là Cuộc Phản Kích số 2 cũng khiến hội chị em hổ nữ phải bấn loạn, yêu thích cuồng nhiệt trong tháng 3 này. Phần đầu của phim đã được khán giả đón nhận tích cực, gây sốt với loạt phân cảnh thân mật tình cảm mãnh liệt của cặp đôi chính thì phần 2 đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Nếu như ở Mãi Mãi Là Số 1 cũng là phần 1 của phim xoay quanh quá trình cơ cẩm của đôi bạn trẻ Cao Sĩ Đức, Lâm Tử Hoành đóng và Châu Thương Giật, Dương Vũ Đẳng đóng, từ một đôi oan gia thành yêu đương thì phần 2 Cuộc Phản Kích của số 2 lại là hành trình gương vỡ lại lành của cả hai sau khi xóa bỏ mọi hiểu lầm. Từ nhỏ Cao Sĩ Đức luôn là vật cản trở giành hạng nhất của Châu Thư Giật, chính vì vậy anh vô cùng ghét người bạn này. Thế nhưng Châu Thư Giật lại không biết rằng một Cao Sĩ Đức đã yêu thầm cậu nhiều năm, âm thầm quan sát và bên cạnh cậu. Tình cảm chân thành của Sĩ Đức cuối cùng cũng lay động được trái tim của Thư Giật. Kể từ khi xác nhận rõ tình cảm của mình, Thư Giật và Sĩ Đức luôn quấn quýt bên nhau. Tuy nhiên, Cao Sĩ Đức vì chuyện gia đình buộc phải sang Mỹ 2 tháng nhưng cuối cùng anh lại biến mất đến 5 năm không liên lạc. Điều này đã gây tổn thương đến tình cảm và sự chờ đợi của Thư Giật. Sau 5 năm họ gặp lại nhau, lúc này Thư Giật đã trở thành tổng giám đốc thu mua chính công ty kỹ thuật của Cao Sĩ Đức, mang theo sự vừa hận vừa yêu dành cho người mà anh từng nghĩ đã làm tổn thương mình. Cao Sĩ Đức năm ấy vì bất đắc dĩ mà phải rời xa Thư Giật. 5 năm trôi qua anh vẫn giữ nguyên vẹn tình cảm của mình mà bắt đầu hành trình cua lại lần nữa đối với Thư Giật. Dàn diễn viên của Cuộc Phản Kích của số 2, Lâm Tử Hoành. Nam diễn viên Đài Loan Lâm Tử Hoành trong vai Cao Sĩ Đức, người yêu đơn phương Châu Thư Giật suốt nhiều năm. Anh sinh năm 1993, xuất thân từ một nhóm nhạc nam của Đài Loan Special với vị trí rapper. Lâm Tử Hoành tham gia rất nhiều bộ phim, tuy nhiên đến Mãi Mãi Là Số 1 tên tuổi của anh được phổ biến hơn. Diễn xuất của nam diễn viên sinh năm 1993 khá tốt, đặc biệt là ánh mắt mỗi khi Cao Sĩ Đức dành cho Châu Thư Giật khiến người xem vô cùng phấn khích. Dương Vũ Đẳng. Nam diễn viên trẻ Dương Vũ Đẳng sinh năm 1995, là con lai Đài Nhật, sở hữu ngoại hình thư sinh đậm chất công tử con nhà giàu. Chính vì thế khi hóa thân thành nhân vật Châu Thư Giật rất tròn vai. Series Best Love cũng là bộ phim đầu tay của anh. Giống như Lâm Tử Hoành, Dương Vũ Đẳng ngoài vai diễn viên anh còn là một ca sĩ sở hữu giọng hát vô cùng ngọt ngào. Thạch Chí Điền. Thạch Chí Điền là sinh năm 1990 với vai trò là người mẫu lấn sân sang diễn xuất. Vai diễn Dư Châu Hiên nhận được nhiều phản ứng tốt từ khán giả khi nam diễn viên hóa thân thành một người vừa mắc hội chứng Asperger vừa mắc hội chứng Fear Imprinting. Vì vậy, người duy nhất bước vào thế giới của Dư Châu Hiên chỉ có thể là Bùi Thủ Nhất. Ngoài ra, anh còn tham gia đóng vai phụ cho nhiều bộ phim khác như Thanh Xuân Ơi, Chào Em, Gió Lớn Thổi Qua, Trương Duệ Gia. So với dàn diễn viên Cuộc Phản Kích của số 2, Trương Duệ Gia có lẽ là cái tên quen thuộc với khán giả hơn qua nhiều bộ phim trước đó. Trong series Cuộc Phản Kích của số 2, Trương Duệ Gia đóng vai Bùi Thủ Nhất, anh họ của Cao Sĩ Đức cũng là người Dư Châu Hiên grab nhiều năm, Richard Lee. Trong Richard Lee đóng vai Triết Vũ, bạn thân hồi đại học của Cao Sĩ Đức và làm việc trong công ty của Châu Thư Giật. Ngoài đời, Richard Lee là một nghệ sĩ violon nổi tiếng của Đài Loan. Ngoài ra, anh còn chơi được piano và chơi rất giỏi. Evan Luo. Evan Luo là một diễn viên kiêm người mẫu Đài Loan, cũng là một nhà biên kịch. Anh du học Mỹ khi mới 12 tuổi, hiện đang theo học tại Đại học Quốc gia Đài Bắc khoa nghệ thuật sân khấu và Học viện Sáng tạo nghệ thuật sân khấu chuyên ngành viết kịch bản. Trong series We Best Love, anh đóng vai bình vĩ bạn của Châu Thư Giật và có những phân đoạn tình cảm với nhân vật Triết Vũ. Mặc dù phần 2 có phần ngược tâm, tuy nhiên khán giả cũng đừng quá lo lắng vì Cuộc Phản Kích của số 2 vẫn ngập ngàn những phân cảnh lãng mạn. Ngạo ngào không chỉ của đôi chính mà của hai đôi phụ.